Năm mới với những dự định mới. Để cho các dự định của các bạn thành công thì một trong các cách mà các bạn có thể lựa chọn học hỏi kinh nghiệm đó chính là tìm đọc cuốn sách Những Nguyên Tắc Thành Công của tác giả Jack Canfield, người đã từng xuất hiện trong chương trình Người Đương Thời trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Ông khởi sự từ hai bàn tay trắng và gây dựng cơ nghiệp lên tới 600 triệu đô la vào thời điểm trước khi các triệu phú .com xuất hiện vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Những nguyên tắc thành công sẽ dạy bạn cách củng cố, tăng cường lòng tự tin, vượt qua những khó khăn thách thức thường ngày, sống với đam mê và mục tiêu của mình, nhận ra tất cả những khát vọng của bản thân. Đây không phải là cuốn sách của những ý tưởng hay, mà là cuốn sách tập hợp 64 nguyên tắc sống mãi với thời gian, đã được nhiều người thành đạt áp dụng. Nếu thực hiện hàng ngày, những nguyên tắc này sẽ đưa cuộc sống của bạn vượt ra khỏi những giấc mơ mãnh liệt nhất. Với những câu chuyện truyền cảm hứng và hết sức ấn tượng về các doanh nhân, các vận động viên xuất sắc, về những người thành đạt trong tất cả mọi lĩnh vực, những nguyên tắc thành công đã vẽ ra một tấm bản đồ bạn cần thực hiện để đạt được bất kỳ mục tiêu và mơ ước nào trong cuộc sống.